Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với một clip khá thú vị do khán giả Nguyễn Nhật Linh từ số điện thoại 0916 số cuối 992 chia sẻ cùng chương trình. Clip được ghi lại vào ngày 26 tháng 5, một chú rể tại Sơn La đã khiến cô dâu của mình có một đám cưới không thể nào quên khi sử dụng hàng chục chiếc máy xúc để rước dâu. Vào sáng ngày 26 tháng 5, khi di chuyển qua đoạn đường đôi thuộc phường Triềng Sình, thành phố Sơn La, nhiều người đi đường vô cùng ngạc nhiên và thích thú khi thấy khoảng 20 chiếc xe máy xúc cùng dán chữ hỷ nối đuôi nhau đi đón dâu. Đoàn xe đi trong trật tự đã không làm ảnh hưởng đến lưu thông của các phương tiện vào cùng thời điểm. Chứng kiến màn rước dâu có 102 này, rất nhiều người đã dừng lại chụp ảnh quay phim. Qua tìm hiểu, khán giả Quý Linh được biết, đám cưới độc đáo này là của chú rể Nguyễn Hoàng Anh sinh năm 1992 và cô dâu Đặng Thị Đan Sim sinh năm 1994 đều trú tại Sơn La. Để có được màn rước dâu độc đáo này thì chú rể đã nhờ những người bạn của mình tư vấn. Do nhà cô dâu và nhà chú rể cách nhau hơn 100 cây số nên họ đã phải di chuyển bằng ô tô. Khi đến thành phố Sơn La thì đội máy xúc mới bắt đầu nhập đoàn để tiếp tục hành trình.